Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Xe Giá Rẻ. Trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị bạn một số dòng xe Sonic này, Sightseer này, Vigner V4 này, rồi SH AB Vision Vao. Thì đồng hành giới thiệu vào trong này thì có ông Trang sẽ hỗ trợ giới thiệu không mà Trang ạ? Hello, xin chào tất cả mọi người ha. Lại là Trang đây. Cảm ơn mọi người đã click vào video mới nhất ở bên cửa hàng bên Trang ha. Thì trong chương trình tuần lễ mới nhất này, thì khi mọi người mà lên cửa hàng có liên hệ trước với Trang đặt lịch cho mọi người, giảm giá thêm cho mọi người 1 triệu đồng tiền sau xe đi lại, kèm theo đó là một combo quà tặng lên tới 3 triệu đồng. Ngoài ra đó, những cái dòng mà Sonic này mọi người, Sightseer này mọi người, hiện tại đang hỗ trợ trả góp lãi suất cực kỳ ưu đãi mà trả trước cũng cực kỳ là thấp luôn. Đối với dòng Sonic thì chỉ cần cầm máy giúp Trang từ 5 triệu đồng là mình nhận xe nhá. Giá sẽ là 47 triệu đồng một em, bao thuế VAT 10% nha mọi người. Từ phiên bản màu resin hoặc là màu trắng đỏ mẫm đỏ cũng hiện tại cũng đang chi ân giá chỉ còn 47 triệu đồng thôi. Mình mua góp mình cầm ngay trong này giúp Trang cửa từ là 5 đến 7 triệu đồng là mình nhận xe ha, một căn cước công dân thôi ha. Rồi qua đến phiên bản Sightseer thì đối với Sightseer 125 tại chương trình thời điểm hiện tại nha, cũng chỉ có giá là 39 triệu đồng một em cho phiên bản màu xanh như thế này đây mọi người. Sơn đồ thì thêm phí sơn giúp Trang đúng 1 triệu đồng trên màu, Trang sẽ hỗ trợ sơn lên 3D tất cả những cái màu mà mọi người yêu thích, mà mọi người thích sơn lên 3D màu nào á, mọi người cứ nhắn tin trực tiếp qua số Zalo của Trang để Trang tư vấn kỹ cho mọi người hơn nha. Rồi, phiên bản Winner V. Phiên bản này gọi là Winner V4 nha mọi người. Đây hai em nha mọi người. Đặt bên cạnh Trang đây, phiên bản phanh CVS mới nhất nha mọi người. Hàng cực kỳ là hot và hiếm luôn nha. Đối với hai dòng này Trang hỗ trợ chương trình lãi suất cực kỳ ưu đãi, mà chỉ cần cầm máy giúp Trang từ 3 triệu đồng là mình nhận xe. Đối với phiên bản tiêu chuẩn phanh CVS thì chỉ có giá là 36 triệu đồng một em. Còn đối với nhau mà phiên bản ABS V4 thì sẽ có giá là 39 triệu đồng. Ngoài ra đó thì V3 thì bên Trang và đang còn sẵn hàng. Tiêu chuẩn sẽ có giá 33 và cao cấp sẽ có giá là 36 triệu đồng nha mọi người ha. Rồi, qua tới một phân khúc Vario 160 cũng vậy nha mọi người. Đối với dòng Vario 160 nha, sẽ là 42 triệu đồng một em cho phiên bản tiêu chuẩn và 45 triệu đồng một em cho phiên bản phanh ABS nha mọi người. Bao gồm VAT hết rồi. Cũng công ngay dưới Trang từ 5 triệu đồng lên nhận xe nha mọi người. Một cái phân khúc gọi là khá là hàm hố luôn. Yên to, cốp to như thế này thì nói chung là mọi người nên mua nha mọi người ha, trong chương trình thời điểm hiện tại. Phiên bản SH Mod nha mọi người, tiêu chuẩn sẽ có giá là 57 triệu đồng một em. Còn đối với ABS như thế này đây sẽ có giá là 63 triệu đồng một em, bao VAT. Xám lông chuột cũng có này, bạc đen cũng có này, rồi là xám xi măng hoặc là những cái bảng màu như đỏ đen, xanh đen thì bên Trang đều sẵn hàng cho mọi người ha. Cho nên là anh chị em mình có nhu cầu mình mua dòng xe nào thì mình nhắn nhanh tay mình nhắn tin LinkedIn liên hệ trước để được Trang tư vấn và hỗ trợ cho mọi người nha. Rồi, qua tới phân khúc AB. AB cũng vậy, phiên bản đặc biệt nha mọi người. Mẫu hầm cũ của năm 2023, hiện tại cũng chỉ còn một vài em thôi đã bỏ mẫu rồi nha. Sẽ có giá là 44 triệu đồng cho phiên bản này. Còn đối với mọi người em mua AB phiên bản thường thì chỉ dao động giá từ 42 triệu đồng thôi là đã sở hữu được một em AB về rồi, và chỉ trả trước giúp Trang cửa từ 3 đến 4 triệu là mình đã nhận xe rồi ha. Rồi, AB 160 cũng chỉ có giá là 57 thôi nha mọi người. Góp cũng đưa trước giúp Trang từ 10 triệu đồng là mình nhận xe rồi. Duy nhất một căn cước công dân thôi ha. Dòng Scoopy cũng đang giảm mạnh. Đối với dòng Scoopy tại thời điểm hiện tại thì cũng chỉ có giá là 35 triệu đồng một em thôi, bao VAT đối với dòng Scoopy nha mọi người. Rồi Vision này mọi người, đồ LED và đồ mặt nạ đen luôn. Em này sẽ có giá là 32 triệu 500 nha cả nhà, 325 bao VAT. Đỏ cũng đồng giá luôn, 325. Đối với dòng Vision bên cửa hàng Trang thì sẽ dao động cho mọi người là từ 30 sẽ dao động cho mọi người là từ 30 triệu 500 cho tới là 37 triệu nha mọi người. Góp được trước giúp Trang từ 2 đến 3 triệu để nhận xe được rồi nha. Wow. Vario thì rất là nhiều màu, rất là nhiều bảng màu cho mọi người chuộng. Giá sẽ rơi vào từ 36 triệu đồng cho tới là 39 triệu đồng tùy phiên bản là khóa thường hay smart key. Ví dụ như em khóa thường bên cạnh Trang đây sẽ có giá là 36 này, hoặc là mọi người hỗ trợ sơn đồ như thế này thì chỉ cần cộng lên phí sơn giúp Trang đúng 1 triệu đồng tiền mỏng thôi nhé. Ok, thì đó là giá xe, anh em nào mua thì chịu khó liên hệ. Cảm ơn chị bạn đã xem clip, mọi người xem thì nhớ like cho xí. Xin chào.